Vui, nghe được cái mừng chứ. Trong lòng cũng mừng, có cái nhà che nắng che mưa, hai mẹ con cũng nghỉ cũng được rồi. Dạ. Đi bán sống con ngày cũng. Thì dạ. Con chích tổng số 21, anh chị em cô bác Mạnh Thường Quân á, là 25.713.000 là đảm bảo đủ cắt cái căn nhà sàn này cho cô, có thể là dư ra nữa. Dạ. Cao Hớn mến chào quý bà con cô bác anh chị em. Thì hôm nay mình đảo lại căn nhà của bà cô mà có người con khờ ở trong một cái căn nhà mà sụp sệ mà 3-4 tháng nay ở không được, phải đi qua ở ké nhà của người con út của mình. Thì cô xin nhà rất là nhiều nhưng mà cái đội từ thiện thì người ta chưa có, do đó nhờ đến Cao Hớn mình. Thì Cao Hớn mình hôm nay đến đây cũng thông báo cho cô được tin vui. Thì mình chích quỹ của cô bác Mạnh Thường Quân gửi cho Cao Hớn mình, mình chích ra mỗi người một chút ít để gom lại để có tiền để cho cô cắt một cái căn nhà sàn ở bên đây để ở. Thì cô cùng với một người con, còn có một cái người em cũng không có nhà ở, về ở chung cái căn nhà mà chuẩn bị cắt này luôn đó quý bà con cô bác. Đây là cái căn nhà của người con út của cô, cô qua đây chỉ ở ké thôi, hai mẹ con ở ké đỡ một số tháng thôi. Cô đi xin nhà cắt. Dịch mớm đi qua đây nè, dịch mớm để có gì ấy không. Dạ con chào cô thứ mấy con quên này? Thứ 4. Dạ cô Tư. Hôm nay thì mình cũng có kêu anh Giảo luôn á quý bà con cô bác. Anh Giảo thì qua đây để khảo sát, để chuẩn bị cắt cái căn nhà này là nhà sàn cho cô. Dạ để cho anh Giảo sẽ đo. Chút xíu anh Giảo sẽ dưới cùng anh ấy sẽ đo đồ để biết cái kích thước nha. Cái này chắc nhỏ ha anh? Nhỏ, cỡ 2m8, 2m9. Dạ. Thì hôm nay con có dắt anh thợ là anh Giảo đến để có gì đo để giúp cho cô có đủ cái căn nhà sàn ha cô. Yeah. Ở đây thì mình chỉ cắt được cái nhà sàn thôi. Dạ. Yeah. Tại nó liên quan với cái phần nước này nè. Yeah. Vui không? Vui, nghe được cái mừng chứ. Trong lòng cũng mừng, có cái nhà che nắng che mưa, hai mẹ con cũng nghỉ cũng được rồi. Dạ. Yeah. Đi bán sống con ngày cũng. Dạ. Yeah. Cao Hớn mình cũng xin nhắc lại thì cô Tư là với người con của mình cũng khờ bán vé số để kiếm tiền vừa ăn rồi vừa lo trị bệnh, căn bệnh của cô là tim phải không? Tim ở bà lá, thiếu máu tim, thiếu máu não. Dạ, đó cũng khó khăn quý bà con cô bác. Thì cái căn nhà hồi clip trước mình có quay rồi, nhà của cô bên kia sụp sệ hết trơn rồi. Một không dám ở, sợ gió sập, do đó cô qua đây ở ké nhà con ở đỡ thôi. Nhà con của cô thì cũng có con cái rất là đông, do đó không thể ở lâu được. Cô đi xin đội từ thiện để cắt nhà nhưng mà chưa được, do đó là nhờ Cao Hớn mình. Thì Cao Hớn mình hôm nay cũng chích ra một ít quỹ. Con lấy cái sổ ra giùm cho chú. Vậy anh Giảo với anh tên gì? Viên. Anh Viên, anh đo cái bề ngang nãy cô chỉ đó, bề ngang rồi bề dài bao nhiêu đó, rồi anh ghi sổ đi. Dạ. Thì cô ơi, thì con sẽ nhân đây á, con sẽ đọc danh sách cô bác Mạnh Thường Quân để cho cô nắm luôn với cô bác anh chị Mạnh Thường Quân để biết luôn. Thì con chích số tiền quỹ của cô bác Mạnh Thường Quân ra để hỗ trợ cho cô cắt căn nhà. Tại vì cái lúc đầu á, con có coi cái mí nhà của cô nè, con có điện qua cho anh Giảo nắm rồi, anh Giảo nói cái phỏng phỏng được cái số tiền rồi, do đó con mới chích ra được cái số quỹ khoảng tầm tiền đó. Thì hôm nay hai anh sẽ đến đây đo cho chính xác hơn. Thì con xin đọc danh sách tên Mạnh Thường Quân á. Cao Hớn mình xin chích quỹ thiện nguyện của cô bác Mạnh Thường Quân đã gửi cho Cao Hớn mình. Thì tổng số là mình chích tới 21 người. Thứ nhất là một em gái ở Mỹ, giấu tên là 1 triệu. Thứ hai là anh Trần Văn Thắng ở Mỹ là 900.000. Thứ ba là chị Kim Ly 500.000. Thứ tư là chị Sang ở bên Mỹ 1 triệu. Thứ năm là chị Trần Thị Hà ở bên Mỹ 2 triệu. Thứ sáu, chị Thí ở Gò Quắp, thành phố Hồ Chí Minh là 500.000. Thứ bảy, chị gái ở bên Trung Quốc là 513.000. Thứ tám là anh Hiển ở thành phố là 500.000. Thứ chín là vợ chồng em Phong 500.000. Thứ mười là chị Vi Trần 500.000. Thứ 11 là chú Khê ở Mỹ 800.000. 12 là anh Vũ Hình ở Mỹ là 1 triệu. 13 là cô Nguyên Niệm ở Canada là 500.000. 14 là chị Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh 500.000. 15 là em gái Cẩm Quyền ở bên Mỹ là con chích 1 triệu nữa. 16 là chị Phương Dung ở nước Úc là 1 triệu. 17 là cô Nguyệt Bảo Đức ở bên Mỹ là 1 triệu. 18 là chị Huệ Niệm ở bên nước Úc là 1 triệu. 19 là anh chị Diệu Âm ở bên Mỹ là 1 triệu. 20 là anh chị Toàn Hạnh ở bên Mỹ 5 triệu. 21 là chị Úc ở Đài Loan là 5 triệu.
thì con chích tổng số 21 anh chị em cô bác Mạnh Thường Quân á là 25.713.000 là đảm bảo đủ các cái căn nhà sàn này cho cô, có thể là dư ra nữa. Dạ. Dạ, cái đó là cái số tiền mà cô bác Mạnh Thường Quân gom mỗi người chút ít lại con chích ra để cho cô có một cái căn nhà che nắng che mưa nha cô. Dạ. Mừng lắm. Dạ. Căn hai mẹ con sống với nhỏ em, nó lâu lâu nó đi mặn rồi, lâu lâu nó mới về một lần. Vậy là cô còn chứa thêm giống như là cho một người em ruột của mình ở nữa. Cô đó không có chồng hả cô? Không có chồng, không có con. Dạ. Vậy là ở trên căn nhà sàn này chừng nữa là sẽ là tổng số là 3 người. Dạ. Cô với con, cô với thêm một người em nữa. Dạ. Dạ. Em gái, qua đây nè em gái. Bán vé số rồi sáng giờ hết chưa? Dạ, bán có mấy chục. Bán có mấy chục tờ hết rồi hả? Dạ. Tại nãy giờ em đi chẩn thêm vé số em. À. 41, 5 phần. Rồi sao hôm nay anh đến để khảo sát và các cái căn nhà cho các em có ở để mấy tháng nay này, thấy cảm giác hay sao? Dạ cũng có mong có nhà ở trên nắng. Dạ cảm ơn Mạnh Thường Quân nghe. À. Dạ. Là bán sáng nhà được nhiêu tờ số? Dạ hai mẹ con có em, mẹ bữa nay mẹ em đi bớt có 30 có mấy chục tờ với em. Có mấy chục tờ. Dạ, bán về sớm tại bữa nay chị không về cho nhà cháu ăn chẳng. À. Dạ. Úc. Có mấy chục tờ thôi. Dạ, anh bữa nay về sớm. Có được căn nhà rồi thì che nắng che mưa với mình ở cái thoải mái rồi sẽ tốt đẹp hơn. Dạ. Rồi không biết nấu cơm nước vậy dân hả? Dạ không. Mẹ nấu cho ăn không? Dạ. Nhưng như này mẹ nào mẹ có đi ấy với thuốc để ở nhà nấu một mình em. Nấu một mình ăn. Dạ. Rồi nấu ăn ăn cơm như nấu biết làm đồ ăn là món dạ, gì? Không, không có. Nhiều khi không có đồ ăn thì bón thịt cho mẹ ăn. Không biết nấu luôn hả cô? Dạ. Có nhỏ em nó nấu cho ăn không à? À nhỏ em nấu cho ăn. Dạ. À. Nhiều khi không. Rồi cô theo như cái nhà này ở đây nè, rồi không có nhà vệ sinh nữa, cô đi nhà vệ sinh ké của bên gia đình. Ké bên kia. Của nhà người em ruột hay gì? Người em ruột. Vậy chừng nữa cắt cho cô thêm một cái nhà tắm vệ sinh riêng nha. Cắt nhà vệ sinh. Nhà tắm á, nhà tắm á. Thôi, để qua ké đi, để cho rộng. Ừ. Vậy là nước nôi là cô xài đâu? Cô kéo qua đây hay là xài đâu? Ké anh bển ha. À. Chỉ ăn uống ngủ nghỉ thì ở bên đây thôi. À. Chỉ có tắm với đi vệ sinh thì đi nhà vệ sinh ké của thằng em ở bên kia. Ừ. À vậy là cái nhà vệ sinh nó nằm gời hả cô? Rồi. Dạ vậy cũng tốt. Ngoài. Dạ. Vậy đo làm sao rồi anh giáo? Đo thì bà nghe nó ăn sao nó 2.7. Ôi. Cũng nhỏ dữ rồi. À, trước 2.9. Vậy là từ cái mí này qua đây là 2.9. Chắc mí này luôn. À, ngoài sau nó túm nhỏ hơn hả? Nhỏ hơn. Thì dùm dựng theo hết cái kẻ này luôn đi. À, vậy rồi cái chiều dài nó 8-9 mét vậy không? 8 mét. Vậy là trung bình là chưa tới 3 mét với dài 8 mét. À. Cái độ cao anh giữ bằng cái như nền này không? Cái nhà này không? Cao hơn. Làm cho nó cao ráo hơn cho nó mát. À, cái độ cao cao hơn á. À. Cao thì nữa, bị cái nhà này nó hơi thấp, mình làm theo nó thì nữa nhà bên đây cũng thấp. Dạ. Ở đây nước ngập không cô? Nước nó le lé. Le lé cái nền sát bên đây luôn hả? À. Vậy là bên đây là phải làm cao hơn cái gì sao anh giáo? Bên đây nền nữa mình bà cô làm cao cái này. À. Vậy là cái nền nước ngập nó le lé lên đây luôn hả cô? Đúng rồi, mình làm cao hơn cho nó. Lên nền luôn. Dạ vậy là anh phải làm cao hơn rồi. Cao hơn cái này đi. Vậy là các nhà sàn á cũng nóng đá hay gì? Nóng đá. À. Vậy là anh cũng làm cái vách buồng với đồ cho cô ha. Vách buồng cái đứt trước cửa trước luôn. Vậy là không có làm nhà vệ sinh nè. Ủa không có làm nhà tắm chứ? Không làm nhà tắm. Cô nói không làm nhà tắm à. Có ngăn phòng cửa buồng chứ cửa trước. Dạ. Chứ ở ngoài đây có cái máy kết gì ra ha anh? Máy kết ra để cho che nắng che mưa phía trước á. Đúng rồi. Máy kết gài á, bám vô luôn á. Nó dính liền nhưng mà làm máy kết giả nó không có cột. Cột là từ mí này qua đây. Vậy thì cái anh với ông anh ấy nè, thì nãy giờ đo gì rồi khảo sát rồi dự trù nó khoảng bao nhiêu không? Để nói cho cô bác nghe luôn. Nếu mà vừa nóng vừa cây dán, to anh luôn. Anh tổng hết luôn cái tầm cái khoảng tiền á. Cái khoảng tiền có khoảng 20.
À, khoảng 20 triệu ha. Là công luôn đó ha. À, công luôn. Ồ, vậy cái tầm cũng trung bình cũng ổn ha. Vậy là thấy cũng mềm mà. Nhưng mà gì đi thì anh chừng nữa anh làm cũng giống bên nhà cô Tư vậy đó. Anh ghi lại là ton bao nhiêu, nóng đá bao nhiêu, rồi cây rồi, bao nhiêu. Rồi. Rồi cái này cái kia bao nhiêu ha. Rồi. Với tiền công là bao nhiêu á. Rồi rồi. Rồi chừng nào xong nhà cái báo. Ờ anh nghe điện thoại đi. Hello. Vậy là im rồi hả cô? Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ vậy cũng mừng lắm mà có thằng nhà cũng mừng. Dạ. Nắng ra mưa để ở, mình ở chung với con dễ thì lâu ngày mình cũng mấy vậy cũng mừng lắm. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Cao Hớn cũng xin chân thành cảm ơn cô bác Mạnh Thường Quân gửi quỹ cũng như là đồng hành giùm Cao Hớn để giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và đặc biệt nhất là những cái hoàn cảnh như cô đây, một số hoàn cảnh khác thì không có nhà cửa ở hoặc là nhà thì dột nát thay sửa như nhà cô Tư ở bên Chầm Nón cũng như là bà cô này. Thì Cao Hớn mình xin chân thành cảm ơn rất là nhiều á. Vậy là cái số tiền là tầm khoảng 20 thôi ha anh. Vậy cũng được. Thì em cũng đón được tầm cái khoảng đó. Tại bữa trước em có hỏi anh sơ sơ đó, anh nói tầm cũng khoảng 10 mấy 20 triệu. Thì do đó là em cũng trích quỹ của cô bác Mạnh Phân cũng ra cũng khoảng 25 triệu á. Thì do đó chắc đủ dư rồi ha. Vậy là chừng nào anh mới tiến hành làm được? Nếu mà làm có khoảng, nếu mà dựng luôn á khoảng 1 tuần nữa. Trời ơi. Tức là làm cây cối vậy này kia dựng lên xong xuôi lên khoảng 1 tuần xong ha. Khoảng 1 tuần xong. Vậy thì em chắc em sẽ trích ra một ít tiền để ứng cho anh nha. Để cho anh, để có tiền để anh mua vật tư vật liệu ha. Rồi chừng nào xong thì anh tổng kết lại những cái hóa đơn giống như nhà cô Tư Chầm Nón bên kia vậy đó. Rồi cái anh em mình quay một clip cái tính cái số tiền luôn. Vậy dịch mớm con lấy tiền trong đó ra đưa cho chú giùm. Vậy em sẽ tạm ứng cho anh đỡ mà trước 15 triệu ha. Trước 15 triệu đi. Rồi tiền công hay tiền cây gì của anh cái đó để bằng sao tính ha. Nào xong nhà tính luôn. Cái cọc nhỏ là 10 triệu đó con. Đưa cho anh chú tiếp. 15 triệu con lấy ra 5 triệu nữa. Đủ ha anh? Dạ, cái này là mình tạm ứng lần mà mua thiết, mua tôn nào đó rồi à, thì cũng như là em cho anh tạm ứng, anh muốn mua cái gì đó anh làm sao miễn xong xuôi cái nhà thôi. Dạ. Thì em rất tin tưởng anh mà. Dạ. Thông qua một cái nhà của cô Tư Chầm Nón bển mà anh sửa anh làm hết mà quá trời rẻ luôn. Rồi làm ngày xa, chừng là nếu mà mua rồi nữa đưa hóa đơn cho anh. À, yeah. Thì cũng như xong xuôi rồi anh giữ hóa đơn giùm em. Dạ. Tổng cái số tiền. Dạ. Còn chừng nữa, chừng nào anh Giảo cắt nhà xong á cô Tư thì anh Giảo sẽ cho con hay. Con cũng bận đi công chuyện chỗ khác rồi. Do đó chừng nào nhà xong á thì anh Giảo cho con hay con đến coi, con quay một clip cho bà con cô bác chia vui cùng với cô nha. Với cái số tiền còn lại bao nhiêu con sẽ trao cho cô. Thì tổng số tiền mà cô bác anh chị Mạnh Thường Quân hồi nãy con đọc là 21 người đó. Thì tới 25 triệu lẻ mấy lận. Do đó thì chắc cũng dư rồi. Để dư ra chút ít để cho cô có cần mua sắm gì thêm trong nhà cô sẽ mua nha. Dạ. Rất vui. Cảm ơn. Mong Mạnh Thường Quân rồi với chú rồi cảm ơn. Dạ. Giúp được con nhà ở hai mẹ con vậy là vui vẻ trong nhà. Dạ rồi hiện tại cái căn bệnh của cô vẫn còn uống thuốc gì không cô? Uống hoài suốt năm. Suốt năm luôn? À, bỏ thuốc là mà thiếu thuốc là nó mệt. Dạ, thiếu thuốc là mệt. À. Uống thuốc năm luôn. Coi chừng là cô có cái căn nhà xong cái cô hết bệnh luôn á. Mừng quá hết bệnh. Cầu chờ như vậy cũng đỡ. Trong chờ cái nhà để che nắng che mưa ở là cũng nghe nói cũng 3 tháng rồi phải không cô? Dạ, trên 3 tháng rồi. Dạ. Cô cũng từng đi xin mấy đội từ thiện với bà con cô bác nhưng mà người ta nói có chỗ người ta nói hết cây. Có chỗ thì nó chưa có đủ đồ để cho anh Giáo. Dạ. Cho nó chưa có cắt được. Mà cô ở chỉ có 2 người thôi cũng khỏe mà. Còn cái người em của cô thì lâu lâu mới về ở ké chung. À,
lâu nó mới về, nó mặn cho người ta đó, rồi lâu lâu nó mới về. Trong khi nó có bệnh, nó bệnh, nó đau trên sống đó đó. Rồi lâu lâu nó về, nó ở thì 5-10 bữa nó đi. Dạ. Nhưng ở nhà thuốc mà được. Nó ngồi trời về cho nó uống thuốc, nó mang ra cho nó bớt rồi, cái nó lộn đi rồi. Dạ. Cảm ơn mấy chú nhiều. Dạ. Cái này dường như cái sàn nó lên cao á anh Giáo. Thì theo em thấy thì chắc anh coi chừng nữa anh có thể mua thêm chút ít gì đó, hay là cái dáng gì đó anh đóng một cái đường đi ra bậc thang qua bên đây, cái đường cho cổ luôn á. Rồi rồi. Vậy là cái cửa nằm ở đâu anh Giáo? Cửa nó nằm mấy bên đây đi. Cho bà cô dễ đi vô. À, cái cửa nằm đây ha. Để cho nó thẳng ra về trước luôn. Thẳng ra mày. Bà đi ra đường đó đó. Dạ. Đi ra cho nó dễ. Dễ. Vậy là anh làm cái bậc thang cái này kia cho cô giùm luôn ha. Rồi. Cô cũng lớn tuổi rồi. Kỹ lưỡng cái vụ đó. Rồi vậy là nhà vệ sinh cũng như cái phần nước là cô sử dụng ké bên người em ha. Còn mình ăn ngủ rồi thì ở bên đây thôi. Dạ, vậy cũng được. Dây đồ qua đây nữa, tốn tiền nữa. Dạ. Còn dây điện, đồ điện thì cô có thể là sử dụng ké con của cô, kêu cô cho ké. Cô nhờ nó cái bóng đèn cà na là đủ thôi, chứ đâu có làm. Đâu có xài gì lớn đau đâu ha. Đâu có xài gì đâu. Dạ. Câu bóng đèn để mình ngủ thôi, bóng đèn cà na đèn. Rồi rồi cũng như là phần nấu cơm nấu nước thì cô với đứa em tự mình nấu ăn ha, ăn riêng ha. Có cái nồi nhỏ đi hỏi tiền rồi. Dạ. Đất này lúng dữ không anh Giáo? Đất này cũng được, không đến nữa lúng. Rồi mấy cái này là anh sử dụng cái nọc đá giống như cái phía sàn của người ta phải sao? Cái nọc ngoài đó cao không? 2-3 mét gì không? Nọc ngoài đó khoảng 2 mét. À. Ở trong này khoảng 1.5 nè. Vậy là trong này mà sử dụng cọc thấp hơn. Cái ngoài đó nó lúng à? Dạ. Lúng là cọc nó mới dài đó cô. Cọc mới dài đó. Ngoài đây là cái kinh, cái mương hay sao cô Tư? Cái hầm. Lấy cái cây mày cắm nhẹ xuống thử cái lúng. Lúng không ta? Ngoài đây chắc lúng cũng dữ lắm à. Có cây nè cậu. Vậy là cái nhà nhỏ mà hai mẹ con ở gì cũng được rồi. Trung bình ngang gần 3 mét rồi, kéo dài tới 8 mét mà. Dạ, vậy cũng là cần bự với hai mẹ con, mình đâu có cần lớn chứ. Dạ. Nhắn xuống thử cái. Ông anh khảo sát nhắn thử coi đúng không? Ngoài nữa, chút nữa thôi. Chắc ngoài đó lúng mà tại cái hầm mà. Trời ơi, đúng dữ rồi. Không, nhưng mà anh chắc anh xem cây nhỏ mà. Chứ nếu mà cái cọc đá bự thì chắc ít lúng hơn. Lúng hơn. Vì nó đá thì sao đâu, phải mua 2m5. 2m5. 2m5 không thôi, nếu anh kỹ anh quất 3m luôn. Anh coi khảo sát. 3m thì mình xuống không nổi. À. Nó tầm khoảng trên 20 cọc không anh? Nó có 15 cọc hả? À. Tại vì mình làm 5 hàng vô. Một hàng ngang qua thì nó 3 cây được rồi. Ít cọc thì nhưng mà chủ yếu là cái gì? Nhưng mà mình làm cái đà, cây đà nó phải cứng. Đúng rồi. Dạ. Vậy cô có rảnh á, cái người con trai của cô, con gửi cô hay là em gái gì đó, có gửi ra đây chặt mấy cái này dọn dẹp cho nó sạch đó cô. Dạ. Cho sạch sẽ trước đi. Dọn dẹp sạch đi rồi con bữa hai bữa đó. Cưa cây, cây đem nó đá rồi qua cắm cái sàn trước. Làm có một tuần lễ nữa. Dạ, có phải một tuần lễ nữa mới rồi á. Yeah. Tức là cô mằng cỏ dọn dẹp sạch ở đây cho nó sạch nè, nữa cái nhà sàn mình ở trên nó cho nó sạch sẽ luôn. Dạ. Chiều gì mượn nó ôm nó liền Dạ. Rồi anh Giảo ơi, vậy là cái này là em giao toàn quyền cho anh đó nha. Dạ. Yeah. Chừng nào anh cắt xong thì cứ alo cho em tới để mình tổng kết số tiền. Dạ. Quay một clip cho bà con chia vui cùng với cô Tư. Dạ. Vậy hả cô Tư? Dạ. Yeah. Vậy chừng nào xong nhà thì con sẽ đảo lại lần thứ ba nữa. Dạ. Yeah. Dạ. Rồi thôi, Cao Hớn mình cuối cùng cũng xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị Mạnh Thường Quân đồng hành cùng Cao Hớn. Cảm ơn quý cô bác khán giả đã xem ủng hộ kênh Thích Lang Thang. Cao Hớn mình cảm ơn rất là nhiều ạ. Mình xin tạm dừng clip ở đây ạ.